Mấy hôm trước thằng em đi đặt vớn á, dính rất là nhiều cua luôn. Tính là sáng hôm sau nấu bún riêu cua liền rồi đó. Nhưng mà em có công việc bận, không có chạy vô nấu được. Để rộng tụi cua 3 ngày nó chết hơn phân nửa luôn mọi người. Trời ơi, tiếc gì đâu á. Sáng nay là em bắt tay vô nấu liền luôn nè. Cua sau khi mà xay nhuyễn thì em sẽ đem cua lượt qua rây. Mình lượt đến khi nào mà nước nó trong lại như vậy nè là được rồi đó. Phần nước cua em sẽ đổ vô nấu chung với cái nồi nước mà em nấu xương heo á. Tại vì em thích ăn giò heo hơi dài dài một chút á, cho nên là em đã nấu trước cho đỡ tốn thời gian. Sau khi cái nồi cua của mình nó sôi lên lăn tăn như vậy nè thì em sẽ cho vô một cục thịt đùi nè. Phần thịt đùi này thì em đã làm sạch trước đó rồi. Giò heo thì em cũng cho vô nấu tiếp nha, tại vì nó cũng chưa có mềm lắm mà em đã ướp muối, đường, bột ngọt nè, với lại một ít dầu màu điều nữa cho nó có màu á. Tiếp đến thì em cho huyết vô luôn, tại vì em thích ăn huyết kiểu nó mềm mềm á. Nhưng mà ở đây nấu cách nào nó cũng không giống ở trên thành hết trơn mọi người. Em nhớ là mình ăn vô á, cái cục huyết nó mềm bụp 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 luôn vậy đó, đã lắm. Rồi em nêm nếm lại cho vừa ăn và thêm vô đây hơn một giá mắm tôm nữa cho cái nồi riêu của mình nó dậy mùi lên. Xong rồi em cho tàu hũ nè, cà chua cắt miếng với lại là gốc hành lá. Trời ơi, đây là thành phẩm của em nè mấy bà. Nhìn cái nồi riêu cua mà nó ưng gì đâu luôn á. Rồi mấy bà còn chờ gì nữa, đưa cái tô đây em làm cho mỗi người một phần nè. Mọi người thích ăn sao, để đầy đủ hay chỉ lấy khoanh giò nè, huyết với tàu hũ thôi. Có ai không thích ăn rau sống á thì nói em bỏ rau ra nha. Tới bình bữa nay em có thêm ốc bu vàng nữa nè. Con ốc này thì em đã làm sạch và xào sơ qua rồi nha. Cũng có nhiều người không có thích ăn con ốc bu vàng này, nhưng tùy vào ý kiến của mọi người thôi à. Riêng em thì em khoái ăn con ốc này lắm. Nó giòn giòn, sực sực, ngon lắm. Cuối cùng thì em sẽ chan nước dùng vô nè. Trời ơi, đứng chan mà cái mùi nó thơm, chịu không nổi luôn mấy bà. Đó, phần của hai chị em nè. Chịu là cái tô này bán chắc cỡ 50 ngàn luôn á, tại vì full topping luôn mà. Xong rồi thì em thêm lá quế nè, với lại là ngò gai cắt nhuyễn nữa. Cái tô này vẫn còn thiếu một món nha, đó chính là chả cua á. Tại vì bữa nay em thấy cua nó cũng ít quá, cho nên là không có làm chả luôn. Rồi, em mời mọi người cùng ăn bún riêu cua với hai chị em nha. Nước cua thì nó ngọt thanh nè, còn khoanh giò thì giòn sần sật luôn. Bữa nay nấu cái nồi riêu cua này cũng không có tốn nhiều tiền đâu mọi người, tại vì cua cũng bắt nè. Rồi rau thì hái vòng vòng ở nhà, chỉ có tốn tiền mua bún nè, mua huyết với lại là mua thịt. Ở quê thì buồn thiệt, nhưng mà đổi lại mình chịu khó một chút là cũng kiếm được đồ ăn à.